Rồi, hello anh em đã quay trở lại với kênh của Minh Biker. Thì hôm nay có một cái rất là hay để review cho những anh em mới tập chơi xe nè. Đây là ba dòng xe hot nhất của nhà Yamaha. Không phải cái này nha anh em, cái này là BC One, không phải. Đây, thì lần đầu tiên là mình có đủ bộ, đó là ba con. Đó, ví dụ hôm nay là camera man là mẹ của tôi quay cho anh em luôn. Mẹ muốn cái nào rõ, mẹ chỉ cần nhấp vô là tự động rõ à, dễ lắm. Rồi, đầu tiên là con SSR155, R15M, MT15. Thì hai con này thì đã được khách chốt rồi nha anh em. SSR155 với lại MT15. Thì trong ba dòng xe này mình bán xe lướt, xe odo thấp. Thì xe nó như mới vậy đó, anh em có thể coi trong clip thì xe nó giống như xe mới rồi, nó kèn á, nhìn nó cũng còn kèn á. Thì cái con này là ngáo giá nhất nè nha anh em. Con SSR là ngáo giá nhất, giá nó trên nhiều nhất. Có nghĩa là con SSR nó chả khác gì cái con MT15 hết. Nhưng mà giá xe lướt nó giờ cũng là 60 mấy triệu. 60 mấy triệu. Nhưng mà con MT15 xe lướt nó giờ khoảng tầm 45 tới 50 mấy triệu thôi anh em. Là con MT15. Là trong khi là ba con là chung cục máy luôn nha anh em, khẳng định anh em. Nó là chung máy nè, rồi chung sườn nè. Nó chỉ khác cái ngoại hình thôi, nó chỉ khác cái ngoại hình thôi. Mà giá bán rất là trên lệch. Con này xe lướt nó vẫn có giá nhất nè. Rồi đó là em SSR. Thì SSR nó là một cái kiểu dáng là vừa một chút hiện đại, một chút cổ điển á anh em. Yên bánh mì. Và ba con này là xe yên nào là đòi hỏi người cao là phải cao trên 1m6 nha anh em. Nếu mà 1m6 là sẽ hơi nhón nè, mình nhấn mạnh mình lưu ý cho anh em. Đó. Và ba con tiêu hao nhiên liệu thì nó giống như nhau thôi, chả khác gì anh em. Chung máy nè. Có thể là anh em thấy mâm của SSR với lại mâm của MT15 là giống nhau. Chỉ có R15 mà nó hơi khác ha. Đó, còn vỏ là giống nhau hết nha anh em. Vỏ là của con MT15, nếu mà vỏ zin MT15, R15 là giống. Còn cái con này á, thì nó khác, cái vỏ con này nó sẽ hơi dày, hơi to ra một chút xíu. Nó vỏ theo kiểu nó na ná như vỏ địa hình đấy anh em. Kiểu anh em nôm na anh em hiểu là vậy. Đó, thì nó sẽ hơi gấu gấu hơn chút xíu. Rồi, thì con R15M này là giá tốt nhất nhưng mà công nghệ nhiều nhất. Mình bán giá xe lướt á, anh em coi clip trước mình cũng đã đăng rồi. Xe lướt luôn, 3.000 cây mình bán có 6X thôi, 6 mấy triệu thôi, 6X nhỏ nha. Thì trên con R15 là có rất là nhiều công nghệ. Cái phuộc của nó là cũng mới hơn. Phuộc của nó là phuộc có in la gem R15M luôn. Rồi mình nghĩ là nó sẽ ngon hơn cái phuộc thường ha. Rồi nó có là traction control nè. Rồi đương nhiên VVA thì ba con đều có. Rồi nó có ABS luôn nè. Rồi nó có nghe gọi trên điện thoại nữa nè. Nó kết nối điện thoại nữa nè. Rồi nó có quick ship luôn nè. Anh em thấy một đống công nghệ không? Chưa gì là thấy cái ABS thôi là nó đã ăn đứt hai con này rồi. Nhưng mà giá xe lướt nó lại rất rẻ. Nó rẻ bằng luôn. Thì MT15 này á, thì anh em nào theo kiểu mà gọi là thích thể thao xíu thì anh em chơi MT15. MT15 giá là cũng... Con này mình bán anh em lướt có 50 mấy triệu à. Hình như 53, 54 triệu mà bán lâu rồi. Bán có 50 mấy triệu thôi. Đó là bán có 5 mấy triệu thôi. Con này thì mới đây, con này 2024 là 60... 2024 là mình bán 6 mấy triệu á. Đó. Còn con này 2022 mà bây giờ bán vẫn 60 mấy triệu. Anh em thấy con này nó giữ giá kinh khủng không? Giữ giá kinh khủng mà nó chả có gì hết em. Nó cũng giống như con MT15 thôi. Thì nếu mà anh em thích cái kiểu dáng cổ điển mà hiện đại mà tiết kiệm xăng thì anh em chọn con này là ok ha. Đó, vừa cổ điển vừa hiện đại, có nghĩa hiện đại là sao? Là nó có cam biến thiên VVA á, đó là nó sẽ tiết kiệm xăng, tiết kiệm nhớt thì mình cũng đã nói nhiều trong những cái clip trước rồi. Thì nó cục máy mới đồ này nọ kia khác thì nó tiết kiệm xăng, xăng nó khoảng từ 47 đến 50 cây lít tùy theo người chạy nha anh em. Thì chơi con này anh em khỏi cần mà như hồi xưa mà khỏi cần mình phải mua mấy con xe cũ cũ về rồi độ lại kiểu dáng á, nó cực. Thì bây giờ người ta ra con này sẵn rồi, anh em để gì chơi rất là đẹp. Con này zin thôi, con này mình đã bán rồi nha anh em, xe này đã bán rồi. Mấy xe này về là mau bán lắm em. Con này giá nó cao nhưng mà người ta lại chốt nhanh hơn. Còn con này nó thể thao nó sẽ ưu tiên ngồi, nó sẽ mỏi hơn, nó sẽ chồm hơn anh em, nó sẽ chồm hơn. Nhưng mà dân thích á, dân chơi thật sự người ta sẽ thích chơi cái này tại nó kiểu dáng mô tô với lại chân nó cũng đẹp anh em. Con R15 này nhiều cái nó hơn hẳn mấy con này nhiều nhưng mà giá thì thật sự là giá rất là tốt. Đó, giá rất là tốt. Đó là ba con mình đánh giá anh em.
thì nói anh em mà ba con là chung cục máy hết, cho nên nó cũng chả có gì review nha anh em. Thì đối với những xe này mình có thể đi làm hàng ngày được nha anh em, tại vì nó rất là tiết kiệm xăng và nhớt. Nhớt nó khi mà anh em không thay lọc chỉ 850 ml thôi, còn khi thay lọc là tới 1 lít. Thì xăng với nhớt của nó anh em lần bảo trì là tốn khoảng tầm 300, nếu mà thay nhớt ok tầm 300 đến 360 thôi. Đó, anh em mua xe bên mình thì sẽ được bên mình sẽ qua bên mình bảo trì thoải mái, thì nó giá rất là rẻ. Thì bố thắng, dĩ thắng, mấy con này thì phụ tùng nó rất là nhiều, tràn lan. Có thể là cái dàn áo của mấy con này á, khi mà anh em lỡ mà đụng chạm hay qua quẹt gì á thì nó sẽ lâu thôi, nó sẽ chậm thôi, tại vì dàn áo mấy xe này nó ít. Còn mà nói về bảo trì bảo dưỡng thì nó rất là nhẹ, có nghĩa là xăng nhớt, bơm xăng, lọc xăng, rồi bugi, rồi nói chung nó rất là dễ luôn. Nó có thể có một số món là xài chung với Exciter nữa anh em, nên rất là dễ bảo trì bảo dưỡng. Giống như nhông sơn dĩa này, mấy con này hàng nói chung là lưu bù luôn. Anh em khỏi lo về vấn đề bảo trì bảo dưỡng, bây giờ anh em chỉ cần là anh em thích kiểu dáng nào thôi. Anh em là thích kiểu cổ điển, chiêu chiêu, cà phê, rồi kiểu mà đưa nhau đi trốn thì anh em chọn XSR. Yên này thì chở người yêu là ok, chở người yêu là tuyệt vời luôn. Đó, còn anh em mà thích thể thao mà chạy mà có cảm giác tốc độ, núp gió đồ xíu, trưng bày đồ chơi thì anh em chọn R15M. Còn anh em nào thích kiểu này nè, kiểu này nè, con MT15 này nó lai giữa kiểu dòng naked với lại dòng cào cào, nó ra con MT15. Anh em nào thích mà leo đèo phố đồ đó thì chọn con MT15. Con này cũng rất là lanh, xe MT15 cũng rất là lanh. Cho cái đồng hồ con MT15 này nó xài chung với lại con R15V3. Đó. Còn cái đồng hồ của con XSR này là nó riêng biệt luôn, nó không có đụng chạm tới ai hết. Đó, thì tiếng bô, tiếng máy ba con thì giống nhau thôi. Thì bên mình xe lướt, anh em coi clip anh em thấy đã không? Nhìn nó tuyệt vời ha. Đó. Bên này xe lướt thì nhìn nó, mình mua xe cũ nhưng mà nó cảm giác gì đó, nhìn nó cũng keng keng, nhìn nó thích thích. Đó. Con này là mình chưa đăng là đã bán luôn anh em. Mình chưa đăng là đã bán rồi, anh em săn con này cũng nhiều lắm. Mặc dù giá cũ nó cao hơn so với mấy dòng kia nhưng mà người ta vẫn săn nhiều. Chắc là người ta nghĩ là người ta chuộng là chuộng cái dáng cổ điển á, tại vì cái dáng này anh em mua về anh em có thể đi lại thường xuyên. Có nghĩa là để lâu nó cũng không bị lỗi thời anh em. Còn cái mẫu R15M này mình nghĩ là do mỗi năm nó đổi mẫu liên tục cho nên nó sẽ dễ bị lỗi thời, cho nên sẽ xuống giá hơn. Còn con MT15 mà bởi vì nó ra lâu rồi, nhiều người chạy rồi cho nên nó giá nó không bị ngáo giá, nó đúng giá trị. Xe mới nó đâu đó khoảng là 70 mấy triệu thôi, 70 mấy triệu thôi. Xe cũ nó hiện tại là giá từ 4x tới 5x là có rồi, con này là phải 6x mới có nha, 6x mới có, 6x cao trên trở lên mới có. Còn con này thì 6x tới 7x tùy. Con này mình đang bán nè, 3.000 cây thôi, mình bán 6x chung, tầm chung thôi đó anh em. Có đồ chơi, đồ một số món đồ chơi rất là nhiều, anh em khỏi cần về, anh em đỡ tốn, ví dụ anh em khỏi lên đuôi, khỏi xi nhan rồi chống đổ rồi nào nọ, xe này có hết luôn anh em. Rồi ok anh em, thì bên mình là chuyên giao lưu trao đổi mua bán mọi loại xe. Bên mình có thu xe cũ, rồi hỗ trợ anh em là đổi xe up cc đó. Thì ví dụ anh em muốn mấy dòng xe cao bên mình vẫn có, bên mình đang thu mua xe mà anh em, ví dụ như mấy dòng xe cao 1000 hay là cái gì đó là bên mình đều có, kể cả xe phân khối lớn, tay ga bên mình đều nhập về liên tục nha anh em. Đó, mình nhập về liên tục đó. Con này mình nhập về là chuẩn bị bấm biển, khoảng 1 tháng nữa mới bấm biển. Rồi con này là chắc tuần sau là mình sẽ bấm biển cho khách, tuần sau mình bấm biển nè. Rồi con này chưa có chủ nè, con này là có chủ rồi, con này thứ hai ký giấy. Con này là chủ xe đã cọc mình chuyển hết tiền xe luôn, sợ mất xe anh em. Xe này anh em mua nhiều lắm, sợ mất xe, không có xe nên chuyển đủ tiền luôn, là mình không có được bán cho ai đó, có nghĩa là anh em cọc xe rồi. Còn anh em đó, Yamaha rất là hay ha anh em, mình thấy Yamaha cực kỳ hay, có nghĩa là ra mỗi kiểu xe đáp ứng mỗi nhu cầu khác nhau, cực kỳ hay. Có nghĩa là ai thích cổ điển chơi cổ điển, ai thích xì bọt ai bọt, ai thích mà kiểu cào cào chơi kiểu cào cào đó, lai lai. Còn ai thích kiểu này nè, kiểu lạ lạ độc lạ là nó ra BC1. Mình thấy là về cái người mà thiết kế cho cái mảng Yamaha này là cực kỳ tâm lý nha. Còn Honda vẫn thua Yamaha một bậc về cái đáp ứng cái nhu cầu ngoại hình của người tiêu dùng thì Yamaha ăn đứt. Còn nói về Suzuki thì thôi, Suzuki là không bao giờ nghe ý kiến người tiêu dùng luôn. Mình thấy là Yamaha mình không có tăng bốc, mình cũng chả review ai. Mình thấy anh em có để ý không,
xe Yamaha ra đủ thứ ngoại hình, đủ thứ kiểu dáng hết. Đó, chỉ có một cục máy thôi, một cục máy duy nhất thôi mà ra đủ thứ loại xe hết, đáp ứng nhu cầu của anh em, chứ đâu phải ai cũng đi được sport. Sport là phải ốm ốm và có cơ bắp, chứ mập mập bụng to lên chạng người mập mập thì đâu có đi được, thì người ta chuyển qua đi Lexus hoặc là đi cái dòng kia. Nó chỉ có một cục máy thôi mà biến tấu ra đủ thứ luôn. Nó rất là hay ha, Yamaha hay là hay chỗ đó. Nhưng mà bây giờ máy của Yamaha cũng rất là bền, nhưng mà anh em phải đi đúng dòng nhớt nha. Anh em mua xe bên mình thì cứ ghé mình tư vấn đúng dòng nhớt luôn là anh em đi nó rất là bền. Còn anh em mà đổ nhớt bậy bạ vô là thì nó sẽ không có bền đâu. Nói chung là cũ bền tại người. Rồi ok anh em, cảm ơn anh em xem clip hay thì nhớ bấm like và subscribe cho kênh của mình Biker. Chúc anh em xem clip một ngày nhiều sức khỏe nha anh em nha. Bye bye anh em.